xin chào tất cả những billionaire sáng hôm nay thành lại có một video rất là đặc biệt từ một tài khoản trên uh, twitter anh ấy sở hữu đã từng sở hữu một 000 bitcoin và anh ấy cho chúng ta một bài học vô cùng đắt giá để chúng ta những người đang có bi cùng nhau hy vọng và tuyệt đối không mắc sai lầm chết người này trên cái twitter có tên là sqnb anh ấy có dòng trọng thái như sau. Bài học từ Bitcoin và hy vọng với Binetwork. Hôm nay tôi trò chuyện với cộng đồng của mình và nhắc đến câu chuyện của Khoa Bức. Anh ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ vì đang nắm giữ hơn 3.000 Bitcoin đủ để trở thành tỷ phú đô la. Tôi cũng đã từng sở hữu hơn 1.000 Bitcoin. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm đầu tư và quản lý vốn, tôi không giữ được chúng. Khi đó tôi chưa đủ niềm tin vào Bitcoin Tôi đầu tư dòn trẻ vào bất động sản và sử dụng đòn bẩy ngân hàng Khiến tôi phải tham gia có sàn nhu dịch crypto để gồng lỗ Và cuối cùng phải bán đi số Bitcoin quý giá Khi có nhiều Bitcoin tôi quá dễ dở với bạn bè Cho mượn về BTC mà không suy nghĩ khi giá Bitcoin tăng quá cao, họ không thể trả lại cho tôi vì không đủ khả năng tài chính. Bài học đau đớn, ấy đã dạy tôi rằng, có nhiều mà không biết quản trị thì cuối cùng cũng tráng tay. Bên nước quốc giờ đây chính là cơ hội thứ hai của tôi. Với kinh nghiệm xương máu, tôi đã học cách quản lý tài sản tốt hơn. Lần này tôi tích trữ bi một cách cẩn thận, cẩn trọng và lâu dài, không lãng phí. Tôi cảm nhận được rằng Alpha Networks Maynard sẽ là sự tái sinh của tôi và con đường đến tự do tài chính đoan tới gần. Chúc cả nhà một buổi tối an lành. Hy vọng câu chuyện của tôi và Hoa Bớt sẽ giúp mọi người tìm ra con đường đúng đắn cho chính mình. Hãy tin tưởng vào bởi đất quốc và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Và dưới đây là hình ảnh về việc thông tin khách hàng. Anh ấy có tên là Sơn Quỳnh. À, tài khoản anh ấy đang à, giao dịch trên à, Remitano thì chúng ta ở đây, ở giao dịch BTC là 402,651 một tấm tấm của 905 BTC ETH là 78,304 USDT là 83.626 như vậy chúng ta thấy là anh ấy giao dịch uh, trong đó BTC tới 402 BTC nghĩa là anh ấy đã nói chính xác về nội dung Phía trên này. như vậy qua cái tâm sự của một người đã từng giữ một nghìn bitcoin chúng ta thấy một điều rất là thú vị là nếu các bạn không có niềm tin vào công nghệ và chúng ta chưa có niềm tin đủ lớn thì chúng ta đang sở hữu một số tiền quá khủng một nghìn bitcoin nhưng nó đã không cánh mà bay đó là bài học đắt gió cho những anh em đơn đầu bi và đơn có bi trọng tay thì thanh sẽ phân tích cho mọi người cái hình ảnh bài viết về cái bài phân tích cái thông tin mà anh ấy anh HQNBO này gọi là tâm sự với tất cả các anh em Billionaire chúng ta Bài viết của SQNPO về trải nghiệm đầu tư Bitcoin và kỳ vọng vào bên quốc là một câu chuyện giàu cảm xúc, phản ánh quá trình than trầm trong hành trình đầu tư tiền hóa của một cá nhân. Đã không chỉ là một lời khuyên về tài chính, mà còn là một lời nhắn nhủ sâu xét cho cộng đồng, đặc biệt là những người tham gia vào bên quốc. Một dự án blockchain còn đang trong giai đoạn phát triển và được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới. Dưới đây là phân tích chi tiết bài viết này. Qua có khía cạnh về kinh nghiệm đầu tư, bài học tài chính và niềm tin vào bởi nước quốc. Một nhỏ kinh nghiệm đầu tư và sơ lầm cá nhân. Bài viết bắt đầu bằng cách nhắc đến câu chuyện của Khoa Bức, một người được biết đến khi sở hữu hơn 3.000 Bitcoin. Điều này nhấn mạnh sự giàu có và thành công mà Bitcoin có thể mong đợi cho những người kiên trì và có tầm nhìn dài hạn. Từ đây tác giả chia sẻ về quá khứ của chính mình. khi Tần sở hữu đến 1.000 BTC, một con số đáng kinh ngạc. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý tài sản số và thiếu chiến lược đầu tư rõ ràng, tác giả đã không thể giữ được số Bitcoin quý giá này. Một sai lầm cụ thể mà tác giả đã mắc phải là việc đầu tư vào bất động sản và sử dụng đòn bẩy ngân hàng dẫn đến việc phải bán BTC khi giá chưa đạt mức cao nhất Điều này là minh chứng rõ ràng cho thấy rằng trong thị trường đầu tư, sự thiếu kinh nghiệm và không có kiến thức quản lý tài chính có thể dẫn đến những tổn thất lớn. Những quyết định như bán Bitcoin quá sớm và đầu tư vào những lĩnh vực khác mà không có đủ sự chuẩn bị là những lỗi thường gặp ở các nhà đầu tư mới. Qua câu chuyện của mình, tác giả như muốn nhán gửi đến cộng đồng rằng vì đầu tư không chỉ đơn thuần là sở hữu tài sản mà còn là việc học cách kiểm soát và quản lý tài sản đó. Bài học từ việc không kiên trì và thiếu tầm nhìn dài hạn. Một trong những điểm nhấn của bài viết này là việc tác giả đã không kiên trì giữ Bitcoin trong thời gian dài khi giá Bitcoin tăng cao nhưng là không có cách nào để giữ được chúng do áp lực tài chính. Tác giả đã mất đi cơ hội sở hữu một tài sản có giá trị tăng trưởng khổng lồ đây là một bài học lớn về tầm quan trọng của sự kiên nhẫn trong đầu tư tiền mở hóa và các loại tài sản khác. Với một thị trường biến động như Bitcoin, những nhà đầu tư thành công thường là những người có khả năng chịu đựng áp lực và giữ tài sản trong dài hạn. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng có rất nhiều người, kể cả bản thân anh, đã không hiểu rõ giá trị thật sự của Bitcoin và coi đây như một cơ hội kiếm tiền nhanh chóng. Đây là một trong những suy nghĩ sai lầm phổ biến nhất trong giới đầu tư khi nhiều người chỉ nhìn vào giá trị tăng nhanh của Bitcoin mà không hiểu rằng đây là một công nghệ mới mang lại những thay đổi lớn lao trong lĩnh vực tài chính. Bài học này không chỉ áp dụng cho Bitcoin mà còn cho tất cả các loại đo hình đầu tư khác. Việc hiểu và tin tưởng vào giá trị của tài sản mình đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư kiên định hơn và tránh những quyết định sai lầm khi gặp biến động thị trường. Ba niềm tin, niềm hy vọng mới với Binance Wallet. Sau khi rút ra những bài học từ trải nghiệm đầu tư, Bitcoin tác giả chuyển son chia sẻ về quốc, tác giả coi quốc là cơ hội thứ hai, một nền tảng blockchain có tiềm năng phát triển lớn nhất từ khi dự án này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mainnet. Mainnet là bước ngoặt quan trọng trong bất kỳ dự án blockchain nào vì nó đã giúp đồng tiền mở quá trở nên có giá trị hơn khi có thể được giao dịch và ứng dụng trong thế giới thật. Tác giả có niềm tin rằng với kinh nghiệm đó, có từ Bitcoin lần này anh sẽ không lặp lại sai lầm cũ thay vì bán đi khi có chút lợi nhuận anh quyết định kiên trì với Bi Network và hy vọng rằng đây sẽ là một cơ hội để anh có thể quản lý tài sản của mình một cách tốt hơn lời chia sẻ của tác giả không chỉ là việc cá nhân anh mà còn là một thông điệp khuyến khích cho cộng đồng Bi Network tác giả muốn mọi người hiểu rằng nếu bình nước thực sự thành công, đó sẽ là cơ hội để những người tham gia có thể đạt được sự giàu có. Khi nhiều người, như nhiều người đã từng đạt được với bitcoin, nhưng điều quan trọng là phải có niềm tin kiên trì và không nên lặp lại những sơ lầm đã mắc phở trong quá khứ. Khát vọng về sự giàu có bền vững. Ở phần cuối bài viết, tác giả nhấn mạnh khát vọng về một tương lai tài chính tốt đẹp hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng bình lời chia sẻ của anh về việc đừng đầu tư chỉ vì theo xu hướng hay kỳ vọng tức thời là một lời nhắc nhở rằng sự giàu có bền vững chỉ đến khi có sự đầu tư có chiến lược và kế hoạch cụ thể tác giả mong muốn rằng bên nước quốc có thể trở thành một con đường dẫn đến tài chính độc lập cho cộng đồng giúp mọi người đạt được mục tiêu tài chính mà họ mong muốn năm đoạn cách đầy cảm ứng Đại viết khép lại bàn lời chúc đến cộng đồng bên nước Quốc với sự lạc quan khích lệ mọi người, không ngừng phấn đấu và tin tưởng vào niềm tiềm năng của bên Quốc. Câu chuyện của Herbert và tác giả là những minh chứng về giá trị của lòng kiên trì và sự kiên nhẫn trong hành trình đầu tư. Tác giả hy vọng rằng bên Quốc sẽ trở thành niềm năng toán để cộng đồng có thể cùng nhau xây dựng và phát triển, đem lại những giá trị tài chính lâu dài và phần kết luận. Qua bài viết tác giả đã chia sẻ chân thành về bài học từ quá khứ và khát vọng tương lai với Bình Đức Quốc. Đã là một lời nhắc nhở cho cộng đồng rằng việc đầu tư không phải là một con đường dễ dàng, nhưng với sự kiên nhẫn và tầm nhìn dễ hận. Những mục tiêu tài chính sẽ có thể đạt được bài viết không chỉ có ý nghĩa về mặt cá nhân mà còn mang tính cộng đồng, khích lệ mọi người cùng xây dựng và hy vọng vào một tương lai tài chính tốt đẹp hơn với Bình Đức Quốc. Đây là một bài phân tích rất là tuyệt vời. Một phân tích một tâm sự của một nhà đầu tư tiền kỹ thuật số à, chân chính một nhà đầu tư tiền kỹ thuật số có kinh nghiệm lâu đời rồi đây là một bài học để cho anh em chúng ta khi đang sử dụng bị nó quốc và bản thân mình thì mình đó cũng đã đầu tư BTC mình cũng có lời và mình luôn hiểu được tất giả bài viết này tất giả Uh, của bài viết tâm sự về Bitcoin và BN Quốc Mình hiểu được tâm sự của anh ấy như thế nào về sự mất mát quá lớn rồi Nhưng anh ấy đã thật sự hiểu ra rằng BN Quốc thật sự có giá trị và bản thân mình cũng là một người đã lắng vào thị trường crypto này và mình hiểu rằng mình cũng đã từng bị rơi vào trường hợp là lỗ thì mình hiểu rằng chúng ta giữ được đồng tiền của mình đó là một sự thành công rất lớn một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người chúc mọi người có một ngày 29 tháng 10 nhiều may mắn nhiều thành công và hạnh phúc và hãy giữ chắc những đồng bitcoin uh, quốc của các bạn những đồng bay vô cùng quý giá và nếu có trao đổi ngân hàng thì chúng ta chỉ trao đổi để chúng ta trải nghiệm cảm giác được uh, tận hưởng khi sử dụng bên quốc thôi đừng trao đổi với số tiền quá lớn để tránh mắc xe lầm mà bán đi hết đồng tiền bitcoin của anh chọn tuyệt vời trong cái bài video video này của mình cuối cùng xin chúc tất cả mọi người một ngày mới nhiều niềm vui hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và rất mong người hãy tiếp tục comment bằng luận về video này để chúng ta thảo luận và chúng ta chờ ngày mà nết mở thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo bye